Hôm nay ba Trường và chị chào mọi người. Thì Dương ơi, hôm nay ba Trường sẽ có con một câu đố nha. Con gì lông rất là nhiều, người ta thường lấy lông nó để làm những cái bộ áo vào mùa đông nào? Con kiều. Đúng rồi, con kiều nha bạn. Hôm nay kênh ba cha con sẽ cùng nhau vẽ một chiếu kiều nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe trên kênh của ba cha con nha. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau sẽ vẽ một chú cừu cute nào. Let's go. Chiều. Đã hoàn thành xong bản vẽ của chiếu cừu rồi. Và đây, giây phút rất là quan trọng, thành phẩm ba Trường chiếu cừu cute. Và thành phẩm của Thì Dương đây, chiếu cừu rất là cute luôn. Chiếu cừu này hơi buồn nha. Trời, nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe trên kênh của ba cha con. Và nhớ bấm hình quả chuông để theo dõi nhiều video nữa vẽ mỗi ngày của bên ba cha con. Bây giờ ba Trường xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha.